Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục An ninh Lào Cai. Thưa quý vị và các đồng chí, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lào Cai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027, chương trình hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh qua phóng sự Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai dấu ấn một nhiệm kỳ. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm tỷ lệ 60% trong toàn lực lượng và được bố trí ở hầu hết các đơn vị địa bàn, lĩnh vực công tác công an dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Cán bộ đoàn viên Công an tỉnh đã chủ động sáng tạo, phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, dũng cảm mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện quan trọng đối với tổ chức đoàn nói riêng và đối với hệ thống chính trị nói chung, nhằm xây dựng và củng cố nhân sự, đề ra bước tiến vững chắc trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã được Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn Công an tỉnh tích cực chủ động chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động xem xét, phê duyệt lịch tổ chức đại hội các đơn vị đoàn cơ sở, đăng ký thời gian tổ chức đại hội, xây dựng các công trình, phần việc để chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lào Cai lần thứ 6 xác định là nhiệm vụ quan trọng, nền tảng, có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của đoàn. Trong đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức đoàn các cấp trong Công an tỉnh đã quyết liệt triển khai một cách thường xuyên liên tục với nhiều nội dung hình thức phong phú, phù hợp với môi trường đặc thù của lực lượng công an. Trong đó, chú trọng quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng, của đoàn, tích cực tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập và tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì tổ chức đối thoại giữa đoàn thanh niên với cấp ủy, thường xuyên thông tin tình hình chính trị trong nước và quốc tế, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới đến 100% đoàn viên thanh niên thông qua các hướng dẫn đề cương sinh hoạt, chi đoàn hàng tháng, hàng quý. Tuổi trẻ công an tỉnh đã thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục truyền thống, tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên, đặc biệt trong đó là đã tổ chức tốt các hoạt động liên quan đến phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc. Hàng ngàn hàng vạn lượt đoàn viên thanh niên đã xung kích xuống tuyến cơ sở, bám nắm địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm tại cơ sở, trong đó tích cực và chủ động xung kích trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tham gia tốt các hoạt động công tác phong trào, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai nhân văn trong lòng nhân dân. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã phát huy tính chủ động, thể hiện là lực lượng nòng cốt xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Nhiều đồng chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tiêu biểu như chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc mạng với tổng giao dịch lên đến 350 tỷ đồng, chuyên án 119S triệt phá đường dây tổ chức sử dụng ma túy cho 60 cửu vạn tại xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, chuyên án 816B điều tra làm rõ vụ án giết 4 người xảy ra tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, một số chuyên án ma túy lớn như chuyên án 715P bắt 8 đối tượng thu giữ 97 bánh heroin, chuyên án 316S bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 329 bánh heroin. Đoàn thanh niên cũng là lực lượng xung kích tham gia đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ các phiên tòa, tạm giữ, cải tạo can phạm nhân, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc đột xuất, việc đòi hỏi tri thức, khoa học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
với những tồn đọng của đơn vị. Chúng tôi xác định là lực lượng tham gia vào tất cả các cái hoạt động của tổ chức đoàn một cách rất đa dạng, như là trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật tới các cơ sở, người dân và đặc biệt là các đối tượng học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên cũng là những lực lượng trực tiếp từ khâu xây dựng kế hoạch đến tham gia chuẩn bị tổ chức đến các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở. Đoàn thanh niên khối xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật luôn phát huy được tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ công an tỉnh trên các lĩnh vực công tác tham mưu, xây dựng lực lượng hậu cần khoa học kỹ thuật. Qua đó đã phản ánh được hoạt động của công an tỉnh nói chung và đoàn thanh niên công an tỉnh nói riêng, kịp thời tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng công an xã, nâng cao trình độ về mọi mặt, đảm bảo cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ. Đoàn viên thanh niên khối an ninh đã không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện xuống các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các trường hợp ra nước ngoài và nhập cảnh vào nội tỉnh lao động, làm việc thuê, đấu tranh ngăn chặn, không để các thế lực thù địch có điều kiện lôi kéo, tác động, chống phá nội bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào không di cư tự do, không tin và nghe theo luận điệu về nhà nước Mông, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, không tham gia sinh hoạt đạo Tin Lành trái pháp luật, vận động đồng bào theo đạo sống phúc âm trong lòng dân tộc, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, hướng dẫn công dân thực hiện các bước theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Trong những năm vừa qua thì Chi đoàn An ninh Kinh tế đã xây dựng được nhiều mô hình phần việc thanh niên gắn với công tác công an, như là mô hình móc khóa an ninh trật tự, mô hình về phòng cháy chữa cháy, mô hình ăn sinh kế cho bà con nhân dân gặp có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt hơn là chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo xây dựng 02 nhà công vụ cho lực lượng công an xã tại các xã biên giới đã khó khăn như xã Thảo Chư Phìn của huyện Simacai và xã Tả Củ Tỉ của huyện Bắc Hà. Và trong những năm tiếp theo, giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện được nhiều chương trình hơn nữa. Đặc biệt trong giai đoạn 2019-2020, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đã có hơn 600 lượt đoàn viên thanh niên xung phong tăng cường cho lực lượng công an xã. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương kế hoạch của Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh về củng cố chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của công an tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở, đã có mặt tại các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, dân tộc và tôn giáo, kiên trì bám đối tượng, bám địa bàn, bám dân, phối hợp có hiệu quả với các lực lượng trong việc thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản, trong xây dựng phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm của tỉnh, bảo vệ và hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh tế đối ngoại và sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Cũng trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình tình nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giúp đỡ các xã biên giới với gần 56.000 suất quà, hàng trăm công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá 11,6 tỷ đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh đánh giá cao, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đây là các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, góp phần tạo dựng mối quan hệ lòng tin, xây dựng hình ảnh người đoàn viên, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai gần gũi, gắn bó, nhân văn trong lòng nhân dân. Với những thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có 5 năm liên tục từ năm 2016 đến năm 2021 đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, được tỉnh đoàn Lào Cai tặng cờ thi đua, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1 cờ thi đua và 2 bằng khen, Trung ương đoàn tặng 4 bằng khen, Bộ Công an tặng 2 bằng khen. Đã có 4 lượt đoàn viên được tuyên dương thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc,
hai lượt đoàn viên được tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu toàn quốc. Một đoàn viên nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, một đoàn viên tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc, hàng trăm lượt tập thể cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra đối với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là phải quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh trong quá trình tổ chức đại hội, được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, coi trọng về chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn và thiết thực. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới. Đối với công tác nhân sự, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng, cơ cấu, lựa chọn đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lào Cai lần thứ 7, giai đoạn 2022-2027, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Lào Cai lần thứ 7, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.